À, rồi hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương ạ. Thì video ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4, thì cũng như thường lệ ha, em sẽ lên video để tiếp tục thanh lý một số cái dòng điện thoại cũ giá tầm trung cho anh chị tham khảo ha. Thì hôm nay máy tầm khoảng dưới 3 triệu tư nha anh chị, từ mấy trăm cũng có cho đến dưới 3 triệu tư ha. Thì anh chị cứ xem được con nào thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại là 0879182796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị ơi. Địa chỉ bên em là đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Thì mình mua hàng bên em ấy thì được quyền kiểm tra hàng test máy trước cái thanh toán nha anh chị. Kiểm tra thấy ok thì mình nhận hàng, mà cảm thấy không ok thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị là một con dòng Samsung A5. Samsung A5 màu hồng nhạt nha anh chị, màu hồng nhạt. Con này thì cái mặt lưng của nó bằng kính nha anh chị. Máy đẹp tầm khoảng 90% ha. Màn hình Super AMOLED nha anh chị. Con này thì màn của nó tầm khoảng 5.2 inch ạ. Galaxy A5 đời 2016 này. Bản RAM 2, bộ nhớ là 16 GB nha anh chị. Máy mình xài được hai SIM. Hai SIM và một thẻ nhớ ha. Cam mỏng ok này. Rồi giá bán của Samsung A5 đời 2016 thì em sẽ để lại giá cho anh chị là 750.000 nha anh chị. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mấy cái dòng này xài rất là ok, cảm ơn mượt mà nha anh chị. Giá chỉ có 750.000 thôi. Có tặng cho anh chị một cái bộ sạc ha. Rồi rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung J2 Pro ạ. Thì con này cũng mua về xài chữa cháy làm mép phụ thôi nha anh chị. Màu xanh xanh nhạt. Cái lưng của nó có hơi nhâm nha anh chị, lưng hơi nhâm này. Màn hình AMOLED 5 chấm nha anh chị ơi. G2 Pro RAM 1.5, bộ nhớ là 16 GB thôi ha. Nói chung thì mình mua về xài ngay gọi chữa cháy thôi. Con này thì cũng xài được hai SIM và một thẻ nhớ nha anh chị. Có hỗ trợ mạng 4G cho anh chị luôn này. Đó, hai SIM và một thẻ nhớ. Rồi giá bán của Samsung J2 Pro là giá 500 ngàn nha anh chị. 500 ngàn có tặng sạc cho anh chị ha. Nếu mà anh chị mà không lấy sạc thì sẽ trừ ra 50 ngàn nha anh chị. Samsung J2 Pro giá 500 có sạc. Rồi tiếp tục nữa là một con dòng Samsung J7 Prime này. Màu vàng gold nha anh chị. Thì con này ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95% ha. RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Pin của nó là 3.300 mAh ạ. Galaxy J7 Prime này. Con này nó chạy phiên bản Android là 8.1 nha anh chị ơi. Xài hai SIM và một thẻ nhớ. Cam bọng thì tương đối ok ha. Samsung J7 Prime giá bán là 1 triệu chẵn này. Giá 1 triệu chẵn nha anh chị. Mấy cái dòng này xài rất là cứng ha. Rất là bền nha anh chị. Samsung J7 Prime giá 1 triệu chẵn. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung A20s ạ. À. Samsung A20s thì màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 92 93 ha. Đó, xanh đen. Màn hình to 6.5 inch nha anh chị, 6.5 inch này. Galaxy A20s bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB nha anh chị. Con này nó chạy phiên bản Android 11 chấm ha. Rồi con này em sẽ thanh lý cho anh chị giá là 1 triệu 6 thôi nha anh chị. Samsung A20s màu xanh đen giá 1 triệu 6 thôi. Có sạc này, có ốp lưng này và có cương lực cho anh chị đầy đủ ha. Đó, máy đẹp nha anh chị. Giá chỉ có 1 triệu 6 thôi. Hôm nay thì hôm bữa trước em bán 1 triệu 7, 1 triệu 8 luôn nha anh chị. Có hỗ trợ sạc nhanh luôn này, chưa sạc Type C ha. Pin của nó là 4.000 mAh, giá 1 triệu 6. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung J6 cộng. Samsung J6 cộng là màu đen ạ. À. Con này thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 90 92 93 nha anh chị, 92 93. Samsung J6 cộng. Phiên bản Android 10 chấm này nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32 GB và con này pin của nó là 3.300 mAh này. Samsung J6 cộng là giá 1 triệu mốt ạ. Vân tay ở bên hông nha anh chị, vân tay bên hông. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi này. Redmi 9C. Con này thì được cái màn hình to 6.5 inch và pin của nó là thuộc dạng pin trâu khỏe nha anh chị, pin trâu khỏe ha. Màn hình to, pin trâu khỏe.
RAM 3 bộ nhớ là 64GB nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 64GB, màn sáng đẹp không ám ố phản quang gì hết nha anh chị ơi. Đó, máy đẹp cực kỳ luôn. Vân tay còn đầy đủ này hết ha. Giá bán là 1.500.000 50.000 nha anh chị. Redmi 9C RAM 3 bộ nhớ 64GB, giá 1.500.000 50. À, cũng có sạc ốp lưng và dán phân lực cho anh chị ạ. À. Redmi 9C nha anh chị, giá 1.500.000 50. À, rồi tiếp theo nữa là một con dòng Realme C3i. À, Realme C3i thì màu đỏ nha anh chị, màu đỏ này. À, bản RAM 2 bộ nhớ là 32GB ha. À, thích hợp cho anh chị mua về cho các cháu, cho mấy bác lớn tuổi xem YouTube, nghe gọi Zalo, YouTube. Đó, mấy cái các ứng dụng cơ bản đó thì ok nha anh chị. RAM 2 bộ nhớ là 32GB. Con này phiên bản Android là 10 chấm nè. Pin của nó là 5000mAh nha anh chị. Cái dòng này pin của nó cực kỳ trâu ha. Màn hình to và pin trâu khỏe nha anh chị. Xài được 2 SIM và 1 thẻ nhớ. Giá bán chỉ có 1.400.000 thôi ha. 1.400.000, có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A54. Oppo A54 màu xanh xám nè, màu xanh xám nha anh chị. Con này ngoại hình của nó trên 95% ha. Con này em sẽ sale ha, sale giá giá rẻ cho anh chị luôn nè. Màn hình 6.5 inch, màn hình đốt ruồi nha anh chị. Bản RAM 4 bộ nhớ 128GB. Con này nó chạy chip Helio là B90 nha anh chị. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128GB, máy cực kỳ đẹp luôn, màu xanh xám. Em sẽ thanh lý lại cho anh chị giá 2.500.000 thôi nha. Giá 2.500.000 nè, có sạc nè, có ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ha. Con này thì tôi sạc Type-C, pin của nó là 5000mAh. Rồi, tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A9 đời 2020, màu xanh dương. Màu xanh dương nha anh chị ơi. Con này ngoại hình của nó trên 95% ha, màn hình to 6.5 inch. À, bản RAM 8 bộ nhớ là 128GB nha anh chị. Đây. RAM 8 bộ nhớ 128GB và pin của nó là 5000mAh ha. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Pin trâu khỏe. Đó, chơi game thôi. Chơi game thì thoải mái ok ha. Oppo A9 đời 2020, vân tay còn đầy đủ. RAM 8 bộ nhớ 128GB, con này em sale lại giá 2.500.000 cho anh chị mua về xài nè. Giá 2.500.000 thôi nha anh chị, máy đẹp cực kỳ luôn. Đó, 2.500.000 thôi ạ, 2.500.000 có con RAM 8 bộ nhớ 128GB pin trâu. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi Note 8 Pro nha anh chị. Redmi Note 8 Pro màu xanh đen nè. Con này màn hình Super AMOLED nha anh chị. À không, con này thì màn hình LCD ha, màn hình LCD 6.4 inch nha anh chị, 6.4, 6.5 inch, Redmi Note 8 Pro. Con này nó chạy chip G90T nha anh chị, mua về xài chơi game rất là mượt luôn ha. Mấy cái dòng này hôm trước em cũng xài chơi game rất là ok luôn. Đây, RAM của nó là RAM 6 nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 64GB. Anh chị mua về xài chơi game rất là thoải mái luôn nha anh chị. Bao game ha, con này em để lại giá cho anh chị là 2.400.000 nè. Redmi Note 8 Pro nha anh chị. Máy đẹp tầm khoảng 92%. Chạy chip Snap chạy chip là G90T nha anh chị. Giá là 2.400.000 ạ. Con này em cũng thanh lý giá 2.400.000 ha. Giá này là giá thanh lý rồi nha anh chị. Đó. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A52. Oppo A52 thì em còn tầm khoảng 2-3 con màu xanh đen này. Ngoại hình của nó trên 95% ạ. Con này thì màn hình to 6.5 inch nè. RAM 6 nha anh chị. Bản RAM 6 bộ nhớ là 128GB. Và pin con này là nó sở hữu pin tới 5000mAh nha anh chị. Oppo A52. Chạy chip Snapdragon là 665 này. Pin trâu khỏe ha. Vân tay nằm ở bên hông. Rồi giá bán của Oppo A52 là 2.600.000 nha anh chị, 2.600.000, có sạc ốp dán cương lực cho anh chị nè. Oppo A52 giá 2.600.000 ha. Đó, cam bỏng, cam trước, cam sau đều ok nha anh chị. Rồi tiếp nữa là một con dòng Huawei Nova 3i ạ. Huawei Nova 3i thì cái màn hình của nó là màn hình LCD 6.3 inch, màn hình tai thỏ nha anh chị. Màn hình tai thỏ nè. Giới thiệu về điện thoại Huawei Nova 3i ha.
bản RAM 4, bộ nhớ 128 GB, con này nó chạy chip pin Ryzen là 7, chip pin Ryzen là 710 nha anh chị. Tắt cái đèn pin đi. Rồi ok, vân tay còn đầy đủ này. RAM 8, bộ nhớ 128 GB, RAM 4 chứ, RAM 4 bộ nhớ 128 GB nha anh chị. Cam trước cam sau ổn định nha. Rồi giá bán là 1 triệu 6 nha anh chị. Huawei Nova 3i giá 1 triệu 6 ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vivo i20 này. Vivo i20 thì nó có màu xanh nhạt nha anh chị. Con này ngoại hình của nó cũng còn đẹp ha, tầm khoảng 95% hơn. Màn hình to 6.5 inch ạ. Vivo i20 hay còn gọi là Vivo V2027 này, phiên bản Android 12 chấm nha anh chị ơi. RAM 4 bộ nhớ 64 GB và pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Vivo i20 giá bán là 2 triệu mốt nha anh chị. Thật con này đỡ là giá cho anh chị là 2 triệu chẵn đi ha, sale còn 2 triệu chẵn nha anh chị. Cái giá rất là đẹp rồi ha, Vivo i20 giá 2 triệu chẵn thôi này. Có sạc này, có ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A5s. Oppo A5s thì nó có màu đen nha anh chị ơi, màu đen. Con này màn hình 6.2 inch nè. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Oppo A5s RAM 3 bộ nhớ 32 GB và pin của nó là 4230 ạ. Giá bán cho anh chị là 1 triệu rưỡi nha anh chị. Oppo A5s là giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi tiếp đến là một con dòng Samsung A02. Samsung A02 thì màu đen ha. Con này ngoại hình cũng đẹp cực kỳ nha anh chị, màn hình lớn 6.5 inch và dòng pin của nó là tới 5000 mAh ạ. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB này. Galaxy A02 ạ, em còn tầm khoảng 5 6 con như thế này nha anh chị, màu đen luôn. RAM 3 bộ nhớ là 32 GB, nó chạy phiên bản Android là 11 chấm này. Giá bán cho anh chị là 1 triệu rưỡi ha. Samsung A02 giá 1 triệu rưỡi nha anh chị. Màu đen ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A51. Samsung A51 thì màu trắng nha anh chị. Con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng trên 95% ha. Nó sở hữu cái màn hình Super AMOLED nha anh chị, 6.4 inch. Màn hình đốt ruồi này, sáng đẹp, không bị ám, không bị ố gì hết nha anh chị. Galaxy A51. Phiên bản Android là 12 chấm này. RAM 6 bộ nhớ 128 GB nha anh chị. Pin của nó là 4000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh ha. Máy màu trắng đẹp cực kỳ luôn nha anh chị. Rồi con này em sẽ thanh lý lại cho anh chị với giá là 3 triệu mốt đi nha. Giá 3 triệu mốt, có sạc này, có ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A7. Oppo A7 màu vàng đồng nha anh chị ơi. Con này thì ngoại hình của nó ở phía bên viền có bị tróc thủy nha anh chị, bị tróc thủy xước một xíu bên viền này ha. Nói chung bên viền không ảnh hưởng gì trong cái màn hết nha anh chị. Cái bên viền vỏ thôi nha. Màn sáng không có bị ám phản quang nè. Con này thì bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB ạ. Oppo A7 RAM 3 bộ nhớ 32 GB, pin của nó là 4230. Con này em để lại giá cho anh chị là 1 triệu 2 nè. Giá 1 triệu 2, có sạc, ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị ha. Full chức năng hết nha anh chị, giá chỉ có 1 triệu 2 thôi. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vivo i15 ạ. Vivo i15 thì màu đỏ đô nha anh chị, màu đỏ đô. RAM 4 bộ nhớ là 64 GB, con này pin của nó là 5000 mAh ha. Màu đỏ đô nha anh chị, giá bán là 1 triệu 7 thôi. Vivo i15 giá 1 triệu 7 thôi nha anh chị, full chức năng, vân tay còn đầy đủ nè. Màu đỏ đô ha, máy rất là đẹp luôn nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Mấy cái dòng này pin của nó tầm lắm luôn nha anh chị ơi, pin trâu lắm. Giá 1 triệu 7. Rồi cuối cùng là một con dòng Vivo i19. Vivo i19 màu xanh nhạt nè. Màn hình to 6.5 inch ạ. Con này thì màn hình giọt nước nha anh chị. Vivo i19 hay còn gọi là Vivo 1915. Phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị ơi.
RAM 6 bộ nhớ 128GB nè. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 2 đi ha, giá 2 triệu 2. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ, vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị. Màu xanh xanh nhạt. Còn một con cuối cùng nữa ha, con cuối cùng nữa là Oppo A94 này. Màu đen xám nha anh chị, màu đen xám. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 97-98% ha. Màn hình Super AMOLED. Oppo A94. Bản RAM 8 bộ nhớ 128GB. Nó chạy phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị. Con này chưa reset máy ha, anh chị mua thì em sẽ reset máy lại cho nó nhẹ máy nha anh chị. Đó. Mọi chức năng đều ok hết nha anh chị ơi, không lỗi lầm gì hết à, em đã xài qua rồi. Oppo A94 này, giá bán là 3 triệu tư nha anh chị. Giá 3 triệu tư, có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nhà mình ha. Con này thì vân tay của nó ở dưới màn hình nha anh chị, dưới màn hình. Rồi thì em sẽ kết thúc video ở đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào mà cảm thấy ok hợp lý thì cứ liên hệ trực tiếp cho Ngọc Sương ha. Qua số điện thoại là 0879182796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.